Phần tiếp theo em chia sẻ với mọi người đó là cái phần ai bạc. Thì ai bạc thì tính năng nó cũng sẽ có một số điểm tương tự như là model state, dùng để tạo ra nhiều biến thể khác nhau, và những cái biến thể đó nó sẽ tạo thành những cái file rời luôn, những cái file độc lập so với cái file bạc chính. Và tính năng này thường được sử dụng trong việc tạo chi tiết tiêu chuẩn và đưa lên thư viện content center của mình ha. Giờ rồi, để sử dụng tính năng ai bạc thì mọi người sẽ vào manage. Và mọi người sẽ click là create ai bạc ha, create ai bạc. Rồi với create ai bạc này, mọi người sẽ thấy cái hộp thoại ai bạc hiện lên ha. Rồi thì những gì mọi người thiết kế nó sẽ hiện ở trong đây, những cái lệnh thiết kế ha. Và những cái lệnh thiết kế này nó có những cái kích thước nào. Đó, nó sẽ show ra hết cho mình. Và những cái kích thước nào mà mọi người muốn thay đổi thì mình sẽ move qua ha. SV này, mình move qua. SV có đây này. Đó, hoặc là cao circle đã có rồi. Rồi DK đường kính này. Đó, đã có rồi ha. Rồi mọi người muốn revolve fillet này, những cái kích thước nào mà mọi người muốn thêm á, thì mình sẽ mua qua đó, qua này để mình thêm một cột ở đây để mình chỉnh sửa đó. Còn mọi người muốn trả về thì nó sẽ mất cột này đi đó. Thì mọi người thấy ha, mặc định của mình đang là ai bạc 01 này đó. Mình có thể là tinh chỉnh cái option tăng dần đều ha, theo thứ tự 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ha, 0 1 0 2 này. À, ok. Rồi, ở đây mình muốn tạo ra một cái bạc mới thì mình sẽ click chuột phải vào cái dòng đầu tiên, mình sẽ insert row thì nó sẽ theo thứ tự 02 như vậy ha. SV của mình chỉnh sửa lại thành 150. Chiều cao của SV này là 20. Đó, và đường kính nó là 80 chẳng hạn. Và chiều cao circle lên tới 70, ví dụ như vậy ha. Rồi, thì ngoài những cái thông số mà mình có thể là insert row như thế này để mình tạo ra hàng loạt chi tiết ha, khác kích thước như thế này đó, thì nó còn cho mình nữa ha. Quay về lại đây là 60 đi đó, rồi chiều cao đây là 50 thôi. Rồi nó còn cho mình, mọi người thấy nè, nó còn cho mình thay đổi property nè, thuộc tính nè, thuộc tính summary, thuộc tính physical, vật liệu thay đổi hay không nè. Thêm cột vật liệu để mọi người thay đổi vật liệu luôn này. Đó, tương tự là những cái thông số về comment, company, những thông số ha, thuộc property. Ngoài ra nó còn cho mình subtract nữa nè. Ví dụ như là mình không muốn có cái lệnh fillet cuối cùng. Đó, thì mình sẽ biến thành chữ subtract ha. Đó, mình muốn nó không hiện thì mình sẽ cho nó là subtract. Đây. Đó, và tương tự ở dưới này mình sẽ cho nó là subtract ha. Đây, subtract đó, còn view là xuất hiện, subtract là ứng đi ha. Đó, rồi mình sẽ tạo ra ba cái cấu hình nè, ba cấu hình chi tiết nè, và thực chất ở đây là ba cái file bạc rời luôn nhé. Rồi mình ok đó. Ngoài ra trước khi ok ha, thì nó còn có những cái công cụ về work feature, những cái thông số nếu có ha, mọi người muốn thay đổi thông số nào thì mình chỉ cần click mũi tên qua thôi ha. Rồi đó, hầu thai hầu nó có tiêu chuẩn lỗ nữa, đầy đủ đó. Rồi câu 2 đó, có bao nhiêu thông số nó sẽ hiện ra cho mình đó. Rồi ok ha, ok đó. Thì khi mà mọi người ok cái chi tiết ai bạc này đây, thì nó file của mình nó sẽ xuất hiện chữ ai bạc ha. Table này, ai bạc là cái tên file của mình nè. Table này, bạc 01 nè, bạc 02 nè, mọi người thấy ha, bạc 03 nè đó. Đó, bạc 03 nó không có cái fillet dưới chân này đó, mọi người để ý ha, bạc 02, bạc 03 đó. Rồi và mọi người muốn generate cái danh sách này ra thành những cái file bạc rời nằm chung cái folder, nằm chung một folder tên là ai bạc đó, và thuộc cái project của mình đó, thì mình sẽ có thể là chọn nhiều chi tiết cùng một lúc này trong cái table này nè đó. Mình click chuột phải đó, mình click chuột phải mình generate file hoặc là mình muốn edit table thì mình click chuột phải mình chọn edit table đó. Và mình muốn edit thông qua cái file Excel thì mình cũng edit via Spreadsheet. Đó, nó sẽ hiện lên cái file Excel cho mình. Đó, đây, để mình thêm vào các cấu hình mới. Chính xác là các chi tiết mới luôn. Rồi mình sẽ generate file thử ha. Mình chọn chi tiết. Đó, tất cả chi tiết luôn. Mình generate file. Đó, ok ha. Nó sẽ lưu vào cái folder bạc. Đây, folder bạc của mình ha, bạc. Ok. Đó, rồi mình sẽ trở về lại cái folder document của mình ha. File document. Đây, document. Đó, rồi. Thì mọi người sẽ thấy ai bạc này. Đó, folder ai bạc của mình này. Đó,
sẽ thấy bạc 01, bạc 02, bạc 03 ha. Rồi mọi người thấy là file xuất hiện ở trong folder ai bạc này ha, và mọi người có thể là mở ra những cái file tùy ý, file ai bạc 03 này đó, nó đang link với cái ai bạc của bên kia này. Mọi người muốn rút link để phá vỡ liên kết ha, thì mình sẽ click chuột phải vào table, mình rút link phá vỡ liên kết với file gốc đó, nó phá vỡ liên kết với file gốc rồi, thì đây nó thành một cái file độc lập, thành file một cái file độc lập hoàn toàn ha, sau khi mà mình đã rút link rồi. Thì mọi người lưu ý ha, rút link thì mình không có quay về mà mình lên lại được đâu nha. Mọi người lưu ý, nếu mà mình quyết định rút link thì mình sẽ click phải mình rút link, phá vỡ liên kết hoàn toàn so với cái iPad ha, để nó thành một cái file độc lập không có dính dáng tới ai hết. Đó. Rồi, thì đó là iPad. Mọi người có thể là follow giáo trình để mình làm một cái bài tập ví dụ để mình luyện tập ha. Chúc mọi người thành công.